Tôi là người Việt Nam. Trước hết tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã cho tôi một đôi phút lên đây để nói chuyện với quý vị về Cộng sản. Tôi là người Việt Nam. I am a Vietnamese. Thank you for giving us opportunities to share with you about the communist, about Vietnam communists. Nước Việt Nam chúng tôi trước đây được chia ra làm đôi, miền Bắc là Cộng sản và miền Nam là Việt Nam Cộng hòa. Vietnam is divided between the North and the South. The North is the communist, the South is the Republican. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Cộng sản từ miền Bắc đã tràn vào xâm chiếm miền Nam. On April 30th, 1975, the Vietnam Cong, which is a communist Viet troop from the north, invade the south, which is where the fall of the Saigon. Sau đó, thì tất cả những quân đội và nhân viên chính quyền miền Nam đã phải vào các trại tập trung mà Nôn Na nói chính đó là nhà tù của Cộng sản. After that, all the former military and official of the Republic of South Vietnam are to be meet in the education camp. Riêng về quân đội, tôi là một trong thành phần sĩ quan của miền Nam Việt Nam. Đã có khoảng hơn 100.000 người đã vào trong các trại tù. I'm one of the prisoner of the military that was part of 100,000 people were in the prisons, former prison during that time. Khi tôi đi trình diện thì Cộng sản nói rằng tôi chỉ đi có 10 ngày cho nên chìa khóa nhà tôi đã đút khóa cửa nhà và tôi đút túi, tôi mang đi. Nhưng tôi không ngờ rằng tổng cộng tôi ở tù là 12 năm. I didn't realize that the communists told me that I only have 10 days and I still have my key in my pocket and did not realize that I was there for prisoner for 12 years. Trong thời gian tôi ở tù thì tôi đã đi gồm 6 trại và tôi đã sống trong những nhà tù khổ sai, đúng danh nghĩa là những cái nơi mà Cộng sản cố gắng để mà hành hạ cho chúng tôi tới chết. During that time I was transferred into many of the labor camps and that's to abuse me and punish me from the communists. Quý vị cứ thử nghĩ một ngày, một tháng chúng tôi chỉ có 3,6 kg gạo ăn trong một tháng. Quanh năm là nước muối. Một năm chỉ có 3 lần ăn thịt mà mỗi 1 kg thịt chia cho 100 người. If you can think about it, I only have. Sorry. During that time, I only have through the year only have just eating the rice with salt water, and only 3 days are just meat. There are 100 people and that share with 1 kilo of meat. So they had to distribute that. Imagine that you have one kilo, which is 2.2 pound of meat and distribute to 100 people. Và ở đó thì chúng tôi phải làm việc khổ sai, có nghĩa rằng là chúng tôi phải phá núi để làm đường đi. Chúng tôi phải vào rừng đốn củi, đốn cây về để làm nhà. During the labor camp, I actually have to go up to mountain and cut woods
to build home and also cut the to cut the mountain to build road. Và đổ đồng rằng cứ khoảng một tuần lễ là ở trại chúng tôi có một người chết. Every week there's one die. One of the prison conscious die. Và tôi cũng có một cái sự may mắn. Đó là tôi có hai đứa con nhỏ không người nuôi dưỡng, cho nên sau đó thì cộng sản tha cho tôi được về để nuôi con. I'm lucky because I have two small little children, so they're able to release me to come home early. Khi tôi được thả về thì tôi bị quản thúc tại nhà 2 năm. Hàng ngày sáng dậy cho tới chiều tôi làm những cái gì tôi phải ghi sổ, và 5 giờ chiều tôi phải mang ra đồn công an để trình diện. Every day they monitor me after the release. I have to write everything, my daily activity to them, and at 5 p.m. I have to report to the police station within that 2 years. Ngoài ra thì tôi không thể xin được việc làm, bởi vì rằng đi tới đâu họ nói rằng tôi là người của cái chế độ cũ, chế độ của miền Nam Việt Nam, cho nên không ai nhận tôi làm cả. Besides, after release, I cannot find any job. They all say that I am part of the Republic, the old regime, so no job is available for me. Quý vị cứ thử nghĩ rằng khi tôi về, nhà cửa thì đã bị cộng sản tịch thu, không có công ăn việc làm mà phải nuôi con, thì quý vị nghĩ rằng cái cuộc sống ấy là rất là vất vả và khốn cùng như thế nào? If you can imagine, you came back and your home has been compensated by the communists and you have no job and now you have two little children to take care. Imagine how do you make a living on that? Sau đó thì quý vị cũng đã biết rằng nhờ có sự can thiệp nói chuyện giữa chính phủ Hoa Kỳ và với Việt Nam, cho nên đã có chương trình HO, tức là dành cho những cựu tù nhân chính trị ở Việt Nam được định cư ở tại nước ngoài. Finally, the US government and the Vietnam had agreement that those are in prisoner was able to have opportunity to come to the US. Và nhờ cái sự ký kết giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam, cho nên tôi là một trong những các sĩ quan của miền Nam Việt Nam đã được định cư vào Hoa Kỳ vào năm 1991, tức là cách đây 31 năm. Because of the US government and the Vietnam, I was able to come here to the US due to I was in prisoner, and that was since 1991, 31 years ago. Chúng tôi nghĩ rằng cộng sản Việt Nam hay cộng sản Tàu cũng đều là như nhau hết, tại vì cũng từ một lò mà ra mà thôi. Vietnamese communists and Chinese communists, they are all in the same boat. It's coming from the same regime. Ở đây chúng tôi chỉ nói lên một phần cái sự tàn ác của cộng sản Việt Nam. Chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ còn rất là nhiều, nhưng bởi vì rằng cái thời gian có hạn cho nên chúng tôi không thể trình bày hết được với quý vị. I only share just my limited my little sharing because of the time limited. But you can see how the corrupt and the communist evil regime is. Trong thời gian tôi ở tù cộng sản thì tôi đã bị 4 năm là tôi bị cùm một chân. Cho tới giờ này, thỉnh thoảng khi mà mùa đông trở lại, tôi vẫn bị đau nhức trong người. Và những cái sự hành hạ của cộng sản vẫn luôn ám ảnh tôi thỉnh thoảng trong những giấc mơ. During one of the camp, I was locked up with my foot like a only one foot up, and that was for 4 years. And that, you know, without any moving,
And I still, even nowadays, I still have pain, and I have images of during that currently, you know, images of what happening to me. Chúng tôi nghĩ rằng con người chỉ có tự do và hạnh phúc khi ở trên trái đất này không còn chế độ cộng sản. I think that we need have freedom on this earth, freedom and free of freedom. And there's no and no communists, and hope that there's no communists is around. Chúng tôi chỉ xin được trình bày quý vị một đôi nét tổng quát về cộng sản. Vì cái thời gian có hạn, cho nên tới đây chúng tôi xin được chấm dứt. Because of the time limited, I'll just share to just this. Thank you.